Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã trở lại với kênh đào tạo Lim Jim Art Channel. Và ngày hôm nay thì Lim Jim đã trở lại với các bạn cho một cái video mà các bạn order từ rất là lâu rồi trên kênh của Lim Jim. Có khá là nhiều bạn order Lim Jim làm một cái dạng video để hướng dẫn các bạn những cái người mà không sở hữu một bộ bảng vẽ điện tử Wacom nào, chúng ta đơn giản là chúng ta sử dụng chuột thì có cách nào để chúng ta có thể vẽ được line art được hiệu quả, được mượt mà và lại tiết kiệm thời gian nữa trong phần mềm Photoshop với chuột nhé. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn luận đến cái chủ đề này và Lim Jim sẽ giải thích chi tiết cho các bạn cái cách hiệu quả nhất để chúng ta thực hiện nhé. Rồi, nhưng mà trước khi chúng ta thực hiện vào video thì các bạn cần phải phân biệt được light art là gì. Thì các bạn sẽ thấy rằng là nó không có một cái khái niệm cụ thể nào trên thế giới rằng là cái nguồn gốc của đường light art hay light art nào là chuẩn, light art nào là loại thứ yếu chẳng hạn như vậy. Thì tùy những cái phong cách khác nhau các bạn sẽ thấy rằng nó sẽ có những cái đường light art khác nhau nhé. Và nó sẽ không có đúng và sai một lần nữa ở đây. Nhưng có một cái đường light art nó khá là phổ biến mà ngày hôm nay nó vẫn được xuất hiện trong rất là nhiều những tác phẩm anime, tác phẩm comics hay là những tác phẩm manga và đặc thù là văn hóa của người Nhật, đúng không ạ? Thì các bạn sẽ thấy rằng là đặc trưng của cái nét light art mà ngày hôm nay Lim Jim giới thiệu cho các bạn ấy, đó là nó có cái sự đậm nhạt, nét đậm nét nhạt, nó trở thành một cái gì đó thân thuộc với người Việt và rất là nhiều các bạn hâm mộ truyện tranh comics hay là anime của Nhật Bản, là bởi vì xuất phát điểm người ta sử dụng cái bút lông đó các bạn. Khi người ta chấm mực và người ta vẽ thì nó sẽ có những cái nét đậm nét nhạt khác nhau, lâu dần nó ăn sâu vào cái cách vẽ của người Nhật và nó lan truyền vô hình chung, lan truyền ra toàn thế giới, và đó được xem là một cái cách vẽ nét light art đẹp. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng được tập trung vào cái light art đó nhé, để các bạn phân biệt, được chưa ạ? Rồi, các bạn có biết không ạ? Các bạn có nghe thấy tiếng đồng hồ kêu tích tắc không ạ? Bởi vì bây giờ là 12 giờ đêm nha các bạn. Đó. Và cái bài post của Lim Jim trên tab cộng đồng là Lim Jim post cách đây 5 giờ. Và chính vì có khá là nhiều bạn quan tâm và mong muốn video này ra mắt sớm, chính vì vậy thì Lim Jim thức đêm để thực hiện cái video này cho các bạn khá là ngắn thôi. Sau đó thì chúng ta sẽ cùng đi ngủ nhé. Và với cái công sức đó thì hy vọng rằng các bạn sẽ comment nhiều hơn, yêu mến Lim Jim nhiều hơn và chia sẻ cái video này cho những cái người mà cần thiết nhé. Đặc biệt nếu các bạn là thành viên mới thì hãy ấn nút subscribe ở đây để chúng ta có thể đến với nhiều những cái video quan trọng hơn của Lim Jim nhé. Và nhắc đến cái video ấy, thì các bạn gần đây có hỏi Lim Jim rất là nhiều về những cái câu dạng như là anh ơi video này, hay là em không có kỹ năng vẽ thì nên học theo video nào. Thì các bạn nếu mà các bạn thấy rằng trên kênh của Lim Jim ấy, các bạn vào trang chủ các bạn sẽ thấy rằng nó khá là overwhelming, nghĩa là các bạn sẽ thấy rằng nó khá là lộn xộn, đúng không ạ? Thì nếu các bạn để ý chúng ta sẽ có rất nhiều cái tab khác nhau ở đây. Cái tab mà Lim Jim mong muốn các bạn cập nhật thường xuyên đó là cái tab cộng đồng này, nơi mà Lim Jim update thêm quà bánh này. Đó, brush comic của các bạn cũng được cập nhật ở đây đây. Các bạn vào download luôn nhé. Rồi, và những cái thông tin trước khi video ra mắt thì đều có trong này, chờ mong các bạn. Và thứ hai nữa là các bạn có thể vào cái tab video này, là một cái tab khá là hay của YouTube có sẵn nhé. Vì vào đây các bạn có thể tìm thấy cái video của bạn dễ hơn. Và thậm chí các bạn có thể search ở đây luôn nhé. Đó, thì ở đây các bạn có thể thấy những cái video nó dạng từng cái video lẻ như vậy. Các bạn muốn xem video nào thì các bạn có thể click vào đây. Và các bạn thấy chưa, có rất là nhiều những video mà có thể các bạn đã bỏ sót rồi đấy, các bạn có thể xem ở đây nhé. Rồi, và nếu các bạn muốn học theo một cái series, một cái danh sách thì các bạn có thể click vào đây, nơi mà Lim Jim update những cái video của mình theo những series. Nếu các bạn là những người mới, các bạn có thể tham khảo video 15 phút character design này, rồi là 10 phút dựng hình nhân vật cho những bạn thích về anatomy, thích về giải phẫu cơ thể, đúng chưa? Rồi, thì hy vọng rằng là trong cái video này các bạn sẽ biết cái cách để chúng ta
tìm những cái video hợp lý hơn trên kênh của Lim Jim nhé. Rồi bây giờ thì trở lại với cái chủ đề của ngày hôm nay, thì các bạn sẽ thấy rằng là ở đây các bạn sẽ thấy một cái bức tranh cùng một cái nhân vật, nhưng mà nếu mà chúng ta vẽ theo cái dạng đậm nhạt, nét comic brush như vậy ấy, thì chúng ta sẽ thấy rằng những bức tranh chúng ta mang cái hiệu quả hình ảnh nó cao hơn và cái tính thẩm mỹ cũng được nâng cao lên một chút, đúng chưa các bạn? Rồi, rất dễ để chúng ta quan sát ở đây. Nếu các bạn đồng ý ấy, thì đây là thời điểm của các bạn, hãy bật phần mềm Photoshop và thực hành cùng với Lim Jim nha. Rồi và bây giờ thì trước tiên thì chúng ta sẽ cùng đến với một vài những cái phân tích để chúng ta có thể tạo ra những cái đường layout hiệu quả nhé. Trước khi chúng ta vào những cái bài tập thực hành cụ thể, thì các bạn thấy rằng trên màn hình của Lim Jim hiện tại có hai cái đường layout đặc thù. Hai cái đường layout này thì nó có hai cái đặc điểm chính. Một ấy, là các bạn thấy rằng cái độ cong của nó rất là mượt, đó là cái đích mà chúng ta hướng tới, đúng không ạ? Và thứ hai là cái đỉnh cao hơn là cái cách mà chúng ta tạo ra cái độ đậm nhạt ấy, như cái đường cong bên phải. Thì bây giờ nếu mà các bạn sử dụng cái brush bình thường ấy, các bạn click vào phím B đúng không ạ? Các bạn vẽ bằng bằng chuột thì nó sẽ ra những cái đường nó rất là run rẩy và nó không được thẳng như vậy. Dù các bạn có tăng tốc thì nó chỉ cải thiện một chút thôi, đúng không ạ? Và đây chắc chắn không phải là cái cách mà chúng ta nên sử dụng để thực hành, đúng chưa? Có một cách nữa để chúng ta có thể cải thiện, thì đầu tiên các bạn sẽ thấy rằng là nếu chúng ta điều chỉnh cái thanh smoothing ấy ở trên cái thanh công cụ nằm phía bên trên, nếu các bạn đưa cái thanh smoothing này với cái giá trị nó cao hơn thì các bạn sẽ thấy rằng là cái đường chúng ta nó sẽ mượt mà hơn, hiệu quả trông thấy luôn, đúng chưa các bạn? Đó, thì đây là một cái cách nếu mà các bạn là những người mà quen vẽ bằng brush trên Photoshop thì các bạn có thể tăng cái smoothing này lên, đặc biệt là đối với những cái phần mềm Photoshop ở cái phiên bản mới ấy, những cái version mới ấy, thì nó sẽ làm rất là tốt về cái vấn đề này, đúng không ạ? Những cái cách mà ngày hôm nay Lim Jim giới thiệu với các bạn, đưa cho các bạn một cái sự lựa chọn nữa, đó là chúng ta sẽ vẽ bằng pen nhá. Thì cái cách mà chúng ta vẽ bằng pen nó sẽ đảm bảo cho cái đường của chúng ta sẽ giữ được cái độ mượt mà cái tốc độ thì nó sẽ cải thiện. Chúng ta sẽ vẽ bằng cách là chúng ta sẽ click vào pen, và đây là một cái công cụ chắc chắn là tạo đường cong mà các bạn đã biết rồi, đúng không ạ? Chúng ta sẽ chuyển nó thành nét brush bằng cách là chúng ta click chuột phải. Ở đây các bạn có thấy là có một cái giá trị là stroke path, thì các bạn click vào đây và nếu các bạn ấn OK thì lập tức cái đường path này nó sẽ được điền vào bằng một cái giá trị của cái brush. Các bạn ấn enter một lần nữa giúp Lim Jim để chúng ta xóa bỏ cái đường path đi nhá. Rồi, thì đây là một cái cách mà chúng ta có thể tạo ra một cái đường layout nó nhanh hơn, tuy rằng chưa thể hiện được cái sự đậm nhạt, đúng không ạ? Rồi, bây giờ thì chính là cái đường mà đậm nhạt của các bạn đây. Bây giờ chúng ta sẽ được tìm cách để chúng ta tạo ra những cái đường đậm nhạt như vậy, thì các bạn sẽ thấy rằng nó sẽ tạo cho cái nhân vật của chúng ta một cái nét khỏe khoắn và nó linh hoạt hơn trong cái nét vẽ của chúng ta. Trước khi qua phần tiếp theo, Lim Jim rất mong muốn các bạn hãy giúp Lim Jim bằng cách nhấn nút like và comment một điều gì đó về video này, ngắn cũng được, xuống phía dưới nha. Việc này thực sự rất có ý nghĩa đối với Lim Jim, vì Lim Jim sẽ nhìn vào những số liệu này để có thể chỉnh sửa và hoàn thiện dần vào những video tiếp sau. Nếu các bạn thấy video sau mà hay hơn video trước này, giải thích cụ thể hơn về những cái vấn đề mà các bạn thực sự đang cần và quan tâm, chắc chắn cái người mà góp một phần chính vào cái sự cải tiến này chính là các bạn. Vậy các bạn hãy giúp Lim Jim thông qua những hành động nhỏ mà thực sự có ý nghĩa này nha. Ở đây chúng ta sẽ chọn một cái màu khác. Rồi, các bạn sẽ vẽ một cái đường cong bất kỳ cho Lim Jim. Đây không phải series tập để chúng ta vẽ pen, như vậy thì các bạn phải là những người biết cách vẽ pen rồi nhá. Nếu không thì các bạn chọn cách vẽ brush và tăng smoothing lên cho Lim Jim nha. Rồi, chúng ta vẽ một cái đường cong bất kỳ. Thì cái cách này Lim Jim chắc chắn là nó sẽ nhanh hơn và tiết kiệm thời gian cho các bạn. Chúng ta vẫn click vào stroke path. Ở đây các bạn sẽ thấy rằng chúng ta có một cái lệnh nhỏ, đó là simulate pressure. Các bạn click vào đây nhá. Rồi, click vào đây cho Lim Jim, ấn OK. Rồi các bạn sẽ thấy rằng là simulate pressure là một cái chức năng nó giả lập cái lực bút điện tử của các bạn. Chúng ta sẽ tạo ra được một cái nét đó. Cái nét này gọi là cái nét layout rất là nổi tiếng mà chúng ta đã phân tích ở phần đầu tiên,
Dạ, vậy thì đỉnh cao của đường layout mà ngày hôm nay chúng ta thực hành đó chính là cái stroke pass nha. Rồi, hy vọng rằng các bạn thực hành thêm một lần nữa, xem lại cái video này một lần nữa và các bạn sẽ biết cái cách để chúng ta tạo lập và master được nó. Và không có cách nào hiệu quả hơn là bây giờ chúng ta sẽ bật một cái bài có sẵn của Lim Jim nhé. Lim Jim sẽ gửi kèm cho các bạn cái bài này, bài mẫu để các bạn có thể thực hành theo nhé. Và nếu các bạn xem bên đây, các bạn có thể stop cái video này và các bạn có thể download về trước khi chúng ta xem tiếp để đảm bảo là chúng ta sẽ được thực hành tốt hơn nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có một cái layer, đó là layer draft phía dưới rồi. Rồi và bây giờ thì Lim Jim sẽ tắt tất cả các layer còn lại đi. Chúng ta sẽ tạo một cái layer mới. Mục đích của chúng ta là vẽ cái đường layout của chúng ta theo cái công thức mà chúng ta vừa học, đó là bằng pen, đúng không? Trước tiên ấy, thì các bạn, nếu các bạn đây đây chính là cái cách mà chúng ta có thể vẽ lần đầu tiên. Nếu các bạn không thích vẽ bằng pen hoặc chưa biết cách thì chúng ta có thể đơn giản là vẽ bằng brush, tăng cái giá trị smoothing lên ít nhất là khoảng 70-80%. Đó, các bạn sẽ thấy rằng cái đường này nó sẽ ít run rẩy hơn. Tuy nhiên, nếu các bạn tăng cái giá trị smoothing ấy, các bạn sẽ thấy rằng là cái tốc độ đi brush của các bạn sẽ chậm hơn rất là nhiều. Và Lim Jim khẳng định là các bạn sẽ mỏi tay trước khi chúng ta thực hành xong cái bài này. Như vậy, bạn nào mà tay to này và các bạn đã quá quen với cái cách này rồi thì hãy thực hành bằng cái cách này. Còn nếu không thì Lim Jim khuyến khích là chúng ta sẽ chuyển sang cái công thức thứ hai, cái cách thứ hai nhé. Đó là cách mà chúng ta chuyển cái đường path của chúng ta thành đường stroke. Rồi, các bạn sẽ vẽ đè vào cái phần này của chúng ta. Rồi, chúng ta sẽ click vào nút Simulate Pressure nhé. Nhắc lại, đó, các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ được một cái đường layout tuyệt đẹp ở đây. Nhưng có phải là đó là tất cả những cái gì các bạn làm mà các bạn nghĩ rằng chúng ta sẽ tạo ra được một cái khung hình đường layout đẹp cho tất cả tổng thể hay không? Thì chắc chắn là câu trả lời là không nhé. Đó là lý do mà cái video của chúng ta nó sẽ dài hơn là vì như vậy. Là vì Lim Jim mong muốn là sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách. Ngoài cái cách này ra thì chúng ta có cái cách nào để chúng ta làm sao vẽ được cái bố cục tổng thể chung ấy nó phải đẹp nữa. Thì nếu các bạn xem theo dõi kỹ cái video này từ đầu đến cuối, các bạn sẽ chắc chắn là sẽ master được, sẽ hiểu được cái cách để chúng ta thực hành tốt nhất với cái giá trị này. Đầu tiên, để improve, để nâng cấp cái đường layout của các bạn thì các bạn sẽ thấy rằng là các bạn nên vẽ thừa ra một đoạn. Ví dụ như cái đường layout của chúng ta cần đến cái phần tai, nhưng ở phần này Lim Jim sẽ vẽ quá cái phần tai một chút. Sau đó chúng ta sẽ chọn những cái đường thừa này. Rồi các bạn Control Enter và các bạn Delete đi nhé. Rồi thì tại sao lại có cái yếu tố như vậy? Thì là bởi vì cái đường layout này ấy, không phải lúc nào nó cũng nhọn hai đầu, mà nó sẽ có những cái giá trị tùy từng lúc mà chúng ta sẽ thực hành. Đấy nhá. Và lúc nào thì chúng ta nên để đường layout của chúng ta nhọn hai đầu, lúc nào thì nhọn một đầu, và một vài những cái mẹo nhỏ nữa thì Lim Jim sẽ chia sẻ đến phần cuối của video ngày hôm nay nhé. Các bạn theo dõi phần cuối và sẽ biết được cái mẹo để tạo ra cái đường layout đẹp hơn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thực hành cái nốt cái phần bài tập này và Lim Jim sẽ chia sẻ cho các bạn thêm một vài cái mẹo trong quá trình chúng ta vẽ nhé. Giả sử ở đây chúng ta vẽ một cái đường nhỏ như vậy ấy, thì đôi khi các bạn nên tắt cho Lim Jim cái Simulate Pressure đi. Đấy là cái mẹo đầu tiên. Không phải lúc nào cái lệnh Simulate Pressure này nó cũng hiệu quả, mà các bạn sẽ thấy rằng là cái độ dày hay là cái độ lớn của brush nó cũng cực kỳ là quan trọng. Giả sử chúng ta có một cái tiết diện vẽ rất là nhỏ, nếu chúng ta sử dụng một cái brush có giá trị cao hay là độ dày của cái brush đó lớn ấy, thì vô hình chung là cái brush của chúng ta nó sẽ bị dồn vào thành một cái cục ấy. Các bạn để ý trong cái video này nhá, Lim Jim sẽ có đoạn Lim Jim sẽ thể hiện cho các bạn để các bạn biết rằng là cái lỗi phổ biến của khá là nhiều bạn. Lim Jim thấy rằng là các bạn chỉ tạo ra bất một cái brush ban đầu. Các bạn chỉ tạo ra một cái brush ban đầu và các bạn hy vọng rằng từ đầu đến cuối các bạn sử dụng cái brush đó để tạo ra một cái đường layout đẹp. Thì không phải như vậy nhé. Nhắc lại đó với các bạn, đó là dù chúng ta dùng lệnh như thế nào đi chăng nữa thì cái việc tạo ra cái đường layout của chúng ta là một cái việc làm phức tạp và nó chưa bao giờ là đơn giản cả. Chính vậy thì nếu các bạn nào mà
không đủ cái kiên nhẫn ấy và thực hiện đốt cháy giai đoạn thì chắc chắn là sẽ không được một cái đường layout đẹp hết đâu. Như vậy thì chúng ta nhớ rằng cái mẹo đầu tiên của LimZin đó là chúng ta sẽ tắt bật cái simulate tùy từng trường hợp nhé. Những cái trường hợp mà nó quá ngắn và những cái trường hợp mà những cái nét nó không quá quan trọng ấy thì chúng ta không nên bật simulate. Dạ, mẹo thứ hai của các bạn đó chính là các bạn nên vẽ thừa ra một đoạn. Dạ, rồi và sau đó chúng ta tẩy đi thì nó sẽ tạo ra cho chúng ta cái đường layout đẹp hơn, đặc biệt là đối với những đường giao nhau như vậy. Các bạn thấy chưa? Nếu chúng ta sử dụng chung thì chúng ta sẽ thấy rằng nhiều khi cái đường line của chúng ta nó sẽ bị vón và nó sẽ bị thành những cái cục ở giữa rất là xấu, là do cái đường line nó quá ngắn so với cái độ đậm của cái brush. Các bạn hình dung ra chưa? Đó, như vậy thì nếu mà cái đường line càng ngắn ấy, thì cái brush của các bạn cần phải nhỏ đi nhá, thì nó sẽ giúp cho các bạn thể hiện tốt hơn cái đường layout. Đó là cái mẹo thứ ba của LimZin. Đây, các bạn sẽ thấy rằng ở đây nó sẽ tạo thành một cái cục như vậy, nó sẽ rất là xấu như các bạn. Rồi, và chắc chắn là chúng ta sẽ phải dùng những cái lệnh bên ngoài để chúng ta tẩy nó đi nữa. Rồi, đó sẽ linh hoạt cái giá trị độ lớn của brush nhá. Rồi, các bạn có thể tăng giảm bằng nút cộng trừ nhá, nhớ là tắt Unique Key và Việt Key đi thì chúng ta có thể tăng giảm cái brush được. Rồi, một cái mẹo tiếp theo mà Linh chia sẻ cho các bạn có thể sẽ phải lấy giấy bút ra ghi, nếu không thì các bạn sẽ khó là nhớ, hoặc các bạn xem đến cuối video này Linh sẽ tổng kết cho các bạn những cái mẹo nhé. Thì cái mẹo tiếp theo của Linh đó là một cái nhân vật của chúng ta sẽ có những cái khu vực chính và khu vực phụ. Các bạn sẽ thấy rằng Linh đang vẽ tất cả những khu vực chính trước, thì các bạn đang thấy rằng Linh đang vẽ tất cả những cái khu vực chính trước nhé. Những khu vực chính là những cái khu vực mà nó liên kết với nhau, nó bao ngoài của cái sản phẩm của cái nhân vật đó, các bạn thấy chưa? Còn những cái đường line mà nó nhỏ nhỏ như là những cái đường tạo cái mũi này hay là khuôn miệng này hay những cái đường line nhỏ nhỏ khác ấy thì cái này chúng ta sẽ để sau và chúng ta sẽ thu nhỏ cái brush lại và chúng ta sẽ vẽ sau ấy, thì các bạn sẽ thấy rằng nó sẽ tiết kiệm thời gian cho chúng ta để chúng ta trong quá trình vẽ chúng ta có thể tập trung và không cần phải tăng giảm cái giá trị brush quá nhiều lần, đúng chưa? Rồi thì các bạn sẽ vẽ cho lim dim cái đường bao ngoài phía trước nhé. Rồi, và đó là cái mẹo tiếp theo mà lim dim chia sẻ. Sau khi các bạn vẽ được xong những cái đường line này rồi ấy thì bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ giảm cái giá trị brush đi, đúng chưa? Rồi, giảm cái giá trị brush và chúng ta sẽ vẽ cho những cái đường phụ là những cái đường không thực sự quan trọng trên cái hình này. Rồi. Và với những cái mẹo đó thì hy vọng rằng là các bạn sẽ master được cái cách dựng hình, cái cách đi đường layout khá là đẹp này. Và nếu các bạn làm đúng theo những cái mẹo của Lim Jim, các bạn sẽ được một cái nhân vật của chúng ta với cái đường layout nó không thua kém gì khi các bạn vẽ bằng bằng vẽ điện tử. Rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng hoàn thiện nốt cái phần layout này trước khi chúng ta đến cái phần tổng kết. Và các bạn lưu ý là Lim Jim sẽ chia sẻ cho các bạn cái file này ở phía dưới phần description nhá. Các bạn download về thực hành cùng với Lim Jim. Đừng quên like, share, comment một điều gì đó để tạo động lực cho Lim Jim và những video sau nhá. Rồi. Và các bạn biết không, Lim Jim là một cái người mà đã quen vẽ bản vẽ điện tử rồi. Bất cứ một cái đối tượng hay một cái nhân vật nào Lim Jim không mấy khi là chúng ta sử dụng chuột. Chính vậy để thực hiện cái video ngày hôm nay cho các bạn là một cái trải nghiệm không thực sự dễ chịu đối với Lim Jim. Lim Jim sẽ phải bỏ bản vẽ điện tử đi và chúng ta vẽ bằng chuột nha. Đó, nó không dễ chịu một chút nào cả. Rồi, đó cũng là một cái phần cuối cùng mà Lim Jim chia sẻ cho các bạn trong video ngày hôm nay. Và các bạn sẽ cùng hoàn thiện cái hình này trước khi chúng ta tổng kết những cái mẹo mà Lim Jim chia sẻ trong video ngày hôm nay nhé. Chúc các bạn thành công. Rồi, và như vậy là trên màn hình các bạn đã thấy rằng chúng ta đã thực hiện xong cái phần layout theo đúng cái tinh thần của một cái đường layout đỉnh cao theo cái phong cách anime của Nhật Bản, đúng không ạ? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tổng hợp lại những cái mẹo mà Lim Jim đã chia sẻ cho các bạn nhé. Thì trước tiên các bạn nhìn thấy một cái chút so sánh là chúng ta vẽ bằng pen tool là cái phần mà chúng ta vừa thực hành trên video, và một phần là Lim Jim đã vẽ nó bằng brush và bằng vẽ điện tử.
thì các bạn nhìn thấy chất lượng gần như là tương đồng, và thậm chí là nếu chúng ta đầu tư thời gian tốt hơn ấy, thì cái phần vẽ bằng pen tool của chúng ta nó còn đem lại cái hiệu quả cao hơn nữa. Thì bằng cái cách nào và chúng ta cần phải nhớ những cái mẹo nào thì bây giờ chúng ta sẽ được chia sẻ ít nhất là 4 cái mẹo sau đây, các bạn ghi nhớ lại nhé. Nếu có thể các bạn sẽ lấy giấy bút ra ghi nhá. Mẹo đầu tiên đó là không phải là từ đầu đến cuối một cái nhân vật mà chúng ta sử dụng bất biến một cái giá trị brush nào đó. Một cái giá trị brush có nghĩa là cái độ dày, độ đậm của cái brush đó, thì các bạn sẽ nhớ cho Lim Jim là những cái đường mà càng dài thì sẽ cần những cái brush nó có độ đậm cao hơn. Là bởi vì các bạn hãy xem cái đường brush của chúng ta nó giống như là một cái dây thun ấy. Khi các bạn kéo nó ra, dây cao su đó các bạn, thì các bạn thấy rằng là cái đường mà nó càng dài thì nó sẽ phân bố đều và cái đường của nó sẽ mượt hơn, đúng chưa các bạn? Và ngược lại, nếu mà cái dây nó càng dày, các bạn kéo ngắn ấy, thì nó sẽ tạo ra những cái đường mà nó gấp khúc, nó dạng như vậy này. Các bạn nhìn thấy chưa? Nó sẽ có một cái điểm nhấn giống như một cái phần vón cục ở phần giữa này. Chính vì vậy thì nó sẽ tạo ra cái đường layout nó không được hoàn hảo. Thì các bạn lưu nhớ cho Lim Jim, lưu ý cho Lim Jim cái mẹo đầu tiên nhá. Cái mẹo thứ hai đó là không phải lúc nào chúng ta cũng sử dụng cái đường simulate, là cái chức năng giả lập bản vẽ điện tử của chúng ta. Vậy thì lúc nào chúng ta nên sử dụng? Thì hầu hết những cái đường bao ngoài của một cái nhân vật là nó cần một cái giá trị đậm và một cái giá trị cố định về cái đường brush. Hầu hết là như vậy. Thì các bạn sẽ nhớ rằng là những cái giá trị bao ngoài này, các bạn nên sử dụng một cái giá trị brush nó độ đậm nhất định, trừ những cái đường mà nó quá ngắn ra. Thế ngược lại thì những cái giá trị mà nó ngắn như vậy này, các bạn thấy chưa, và nó, những cái đường nó không quan trọng, không quá quan trọng, là những cái đường phụ, thì các bạn thấy rằng Lim Jim đã sử dụng cái chế độ bình thường thôi, không cần phải giả lập bất cứ một cái brush nào cả. Đó, thì đấy là cái mẹo thứ hai được chia sẻ nhá. Cái mẹo thứ ba của các bạn mà các bạn cần phải nhớ cho Lim Jim đó chính là một cái mẹo rất là quan trọng, đó là các bạn ghi nhớ rằng là cái phần giả lập này nó tạo ra một cái đường layout đẹp, nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng dùng cái giá trị hai đầu nhọn ở đây. Ví dụ các bạn sẽ thấy rất là dễ quan sát ở đây, những cái đường layout của Lim Jim khá là dài, tuy nhiên một cái đầu Lim Jim thấy rằng là các bạn có thể thấy dễ dàng thấy rằng là nó không nhọn, còn một đầu thì Lim Jim để nhọn, là vì nó có mục đích đấy, nó sẽ tạo cho cái đường tổng thể của các bạn sẽ đẹp hơn. Các bạn, đây là một cái đường nữa các bạn có thể phân biệt được nhé. Vậy thì khi nào, thì bây giờ chúng ta sẽ được làm quen luôn. Thì khi mà các bạn thấy rằng là nó sẽ giao và nó cắt một cái đối tượng khác, thì chỉ có một cái đầu mà thả lỏng ấy, một cái đầu mà nó không cắt với bất cứ một cái đối tượng nào, chúng ta sẽ để nhọn, còn đầu còn lại chúng ta sẽ để vuông như vậy cho Lim Jim nhá. Và cái cách thì chúng ta vẫn giả lập và chúng ta sẽ xóa đi cái phần còn lại, đúng chưa? Và Lim Jim đã hướng dẫn trong cái bài rồi. Đó, thì bằng cái cách này chúng ta sẽ tạo ra những đường layout nó đẹp hơn. Còn những cái đường mà nó sẽ tự do như vậy, các bạn nhìn thấy phần cầm này nhá. Đây là một cái phần cực kỳ là đẹp để chúng ta có thể vuốt một cái đường nhọn như vậy, và nó nhọn hai đầu luôn, bởi vì nó không có giao với bất cứ một đối tượng nào, đúng chưa các bạn? Rồi thì lúc này các bạn thể hiện như vậy là chính xác và rất là đẹp, và giống như là cái đường một cái khóe miệng này nữa, các bạn thấy chưa, nó rất là đẹp. Đó, thì về cơ bản là như vậy đấy, nó sẽ giúp cho cái đường layout của chúng ta nó nhìn mượt mà và đẹp hơn. Và trên đây là 4 cái mẹo quan trọng mà Lim Jim muốn chia sẻ với các bạn. Và nếu các bạn kết hợp nó với cái cách mà Lim Jim đã hướng dẫn trong cái bài ngày hôm nay, thì chắc chắn các bạn đã tạo được cho mình một cái đường layout không thua gì những cái nhà thiết kế chuyên nghiệp sử dụng bản vẽ điện tử Wacom nhá. Rồi, chúc các bạn thành công và hãy download cái file thực hành về, chúng ta sẽ thực hành cùng với Lim Jim nhá. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong một cái video tiếp theo.